Chào các bạn đến với kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm. Thì hôm nay tôi sẽ ôn thi môn luật thực phẩm, là phần trắc nghiệm phần thứ 6 rồi. Thì là cái phần về phân cấp quản lý của Bộ Y tế. Trong video này tôi sẽ trình bày các vấn đề về ví dụ như là cái sản phẩm nước khoáng đó là của bộ nào quản lý, hoặc là Bộ Y tế có những cái vai trò gì trong quản lý an toàn thực phẩm ha. Thì mời các bạn xem chi tiết trên kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm. Các bạn đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh ủng hộ tôi để có thêm động lực ra nhiều video mới hơn nhé. Rồi, đầu tiên là các bạn cần phải xem Nghị định 15/2018. Rồi, phân cấp quản lý của Bộ Y tế. Phụ lục 1. Quên phụ lục 2 mấy cấp. Đây phụ lục 2. Danh mục các sản phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế kèm theo Nghị định số 15/2018, Nghị định Chính phủ. Thì các sản phẩm thuộc Bộ Y tế sẽ là nước đóng uống đóng chai, là nước suối của các bạn ấy, nước khoáng thiên nhiên, đá thực phẩm, đá nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm. Ghi chú: trừ nước đá sử dụng để bảo quản chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Rồi tiếp theo, vậy thì nước khoáng thiên nhiên, nước đá thực phẩm. Đá thực phẩm là cái nước đá nha, chứ không phải là cục đá. Nước đá dùng liền là nước đá các bạn mua về các bạn dùng để uống. Và nước đá dùng để chế biến thực phẩm. Nước đá chế biến thực phẩm là sao? Tại vì trong ví dụ như trong công nghệ sản xuất thịt, làm giò chả, khi mà các bạn xay giò chả ra thì người ta phải bổ sung thêm nước đá vẩy vào để tạo thành gel, nó dính kết ha. Trừ nước đá sử dụng để bảo quản chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nước đá dùng để bảo quản sản phẩm là nước đá dùng để ướp thịt ấy. Nước đá dùng để cấp đông thịt được đấy. Rồi, Bộ Y tế nữa là thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng là gì? Thực phẩm chức năng là một cái khái niệm nó giữa thuốc và thực phẩm. Giữa thuốc, giữa khái niệm thuốc và khái niệm thực phẩm là nó sẽ sinh ra khái niệm thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng là nó sẽ có một số cái chức năng cụ thể có thể hỗ trợ điều trị bệnh ha. Thực phẩm chức năng không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng mà nó có thể hỗ trợ điều trị bệnh. Rồi, các vi chất bổ sung vào thực phẩm. Các vi chất bổ sung vào thực phẩm ví dụ như là vitamin nè, chất khoáng nè, là những cái vi chất bổ sung vào thực phẩm. Phụ gia hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. Phụ gia hương liệu thì các bạn biết rồi, còn cái chất hỗ trợ chế biến thực phẩm là gì? Chất hỗ trợ chế biến ví dụ như là trong sản xuất bia thì người ta có một cái chất gọi là chất trợ lọc, chất trợ lắng để lắng cặn bia ha. Rồi, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, trừ những dụng cụ, bên đây là ghi chú nè, trừ những dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương, được sản xuất trong cùng một cơ sở và chỉ để dùng cho sản phẩm thực phẩm của cơ sở đó. Tiếp theo quay lại về Bộ Y tế. Các sản phẩm khác không quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Vậy thì những cái sản phẩm mà không quy định trong Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đều là Bộ Y tế quản lý. Được chưa? Đó là những cái vấn đề mà Bộ Y tế quản lý. Vậy thì tôi sẽ vào trắc nghiệm của chúng ta. Phân cấp quản lý 3 bộ. Hôm nay tôi chỉ nói về Bộ Y tế thôi nha. Cơ quan tiếp nhận bản đăng ký thành phần sức khỏe, thực phẩm sức khỏe là Bộ Y tế. Câu 3. Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố do bộ nào quy định? Thức ăn đường phố nha,
Thế ăn đường phố là gì? Tôi nghĩ là các bạn đã biết ăn đường phố giống như là mấy xe đẩy cá viên chiên nè, rồi mấy cái chiếc xe đẩy thức ăn đường phố lề đường á, thì sẽ do bộ nào quản lý? Bộ Y tế nha. Tại sao biết? Thì các bạn có thể tra luật an toàn thực phẩm. Đường phố. Trách nhiệm của Bộ Y tế đây. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, điều 62 luật an toàn thực phẩm ha. Trách nhiệm chung. Chủ trì xây dựng cơ quan thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, yêu cầu các ủy ban nhân dân báo cáo định kỳ đột xuất, quy định điều kiện và bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ trì công tác tuyên truyền thanh tra. Rồi, nước uống đóng chai gì đó, cái này là dưới đây có ghi quản lý đối với dụng cụ vật liệu bao gói, thanh tra xử lý vi phạm. Kiếm kỹ đường phố. Thức ăn đường phố là thực phẩm được chế biến dùng để ăn uống ngay, trong thực tế được thực hiện thông qua hình thức bán rong, bày bán trên đường phố, nơi công cộng hoặc những nơi tương tự. Đây, trách nhiệm quản lý kinh doanh thức ăn đường phố, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố, và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn. Đây, điều 33 luật an toàn thực phẩm có nói rõ về trách nhiệm quản lý kinh doanh thức ăn đường phố. Vậy thì điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với kinh doanh thức ăn đường phố do bộ nào quản lý? Người ta hỏi các bạn do bộ nào quản lý thì sẽ là Bộ Y tế quản lý, nhưng mà trực tiếp trên địa bàn á, thì sẽ là do Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn. Được chưa? Bây giờ tôi có cho các bạn một bài tập về nhà. Bài tập về nhà cho các bạn đây. Bạn nào biết thì comment đáp án cho các vào bình luận đi nha. Một cơ sở này, cơ sở đó sản xuất thực phẩm đông lạnh ở thành phố Hồ Chí Minh thì xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ở đâu? Một cơ sở sản xuất thức ăn thực phẩm đông lạnh ở thành phố Hồ Chí Minh, thực phẩm đông lạnh thì xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ở đâu? Thì bốn đáp án: Ban an toàn thực phẩm sẽ là quản lý trong thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Rồi thì câu 4 có đánh dấu sao này. Bạn nào có đáp án thì bình luận bên dưới video này nha. Tôi nhiều khi tôi sẽ nhìn vô là biết câu nào đáp án rồi tôi có đánh dấu mà. Rồi, bạn nào biết đáp án thì bình luận xuống nha, cho nó soi nổi lên. Tiếp theo, câu 6. Đối với lô hàng gạo xuất khẩu, bộ chịu trách nhiệm kiểm tra về an toàn thực phẩm là bộ nào? Không phải chính phủ luôn nha, chính phủ ai rảnh. Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cái này là hai bộ, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là một bộ thôi, chính phủ thì loại đi. Chính phủ thì cái này loại là mờ đi chứ. Nếu mà tôi gạch chân nhiều khi các bạn nói nó đáp án. Đó thì các bạn tự tìm đáp án câu 6 sau này nha. Đối với lô hàng gạo xuất khẩu, bộ chịu trách nhiệm kiểm tra về an toàn thực phẩm sẽ là Bộ Y tế, không có trách nhiệm rồi đó. Thì đáp án của các bạn chỉ còn hai đáp án đó. Đáp án của các bạn chỉ còn lại hai cái,
đó là Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng chịu trách nhiệm, hay là do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm, được chưa? Ủa hôm nay tôi nói là tôi làm Bộ Y tế nha. Thôi sẵn lỡ thì cứ đấy. Rồi câu 14, bộ nào chịu trách nhiệm trước chính phủ về thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm? Ở đây tôi có ghi cái điều luật cho các bạn tra. Chương 10, điều 61, luật an toàn thực phẩm. Ctrl F. Điều 61, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nha. Điều 61, chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước chính phủ về thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý. Ở địa phương thì là Ủy ban Nhân dân các cấp. Vậy thì chịu trách nhiệm, người ta hỏi cái gì? Bộ nào chịu trách nhiệm trước chính phủ về quản lý nhà nước và an toàn thực phẩm? Sẽ là Bộ Y tế, được chưa? Cơ quan nào được ban hành danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng chiếu xạ cho phép? Điều 16, luật an toàn thực phẩm. Điều 16, đối với điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm đã qua chiếu xạ, tuân thủ các điều kiện tại điều 10 của luật này. Điều 10 là gì? Là tuân thủ các điều kiện đảm bảo chung, điều kiện chung về đảm bảo an toàn thực phẩm. Rồi ha. Thì điều 16 nó sẽ nói về các sản phẩm chiếu xạ. Rồi, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng được phép chiếu xạ đối với lĩnh vực được phân công quản lý. Tại vì một cái thực phẩm chiếu xạ nó có thể rất là nhiều loại, ví dụ như rau củ quả, thường là người ta hay chiếu xạ rau củ quả nè, là của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Rồi hoặc là người ta có thể chiếu xạ vào thực phẩm đóng gói sẵn như là thịt hộp, cá hộp, là do Bộ Công Thương quản lý. Hoặc là người ta có thể chiếu xạ vào thực phẩm chức năng là do Bộ Y tế quản lý. Vậy thì thực phẩm đã qua chiếu xạ thì sẽ do cả ba bộ ban hành một cái danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ mà do bộ mình quản lý. Vậy thì cả ba bộ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, theo lĩnh vực được phân công quản lý, điều 16 khoản 4 luật an toàn thực phẩm. Được chưa? Tiếp theo, danh mục các vitamin, khoáng chất được sử dụng trong thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng do bộ nào quy định, sẽ là Bộ Y tế nha. Thì các bạn sẽ xem bên đây nè. Vitamin, khoáng chất được sử dụng trong sản phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. Tăng cường vi chất dinh dưỡng, biến đổi gen thực phẩm chức năng. Này, đối với sản phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, tăng cường vi chất dinh dưỡng, vitamin, chất khoáng, vi lượng gì đó thì sẽ do Bộ Y tế quản lý nè, thấy chưa? Hoặc là các bạn sẽ tra bên Nghị định 15 cái bản phụ lục 2 này thì các bạn sẽ thấy các chất, các vi chất bổ sung vào thực phẩm nè. Rồi, cái này Bộ Nông nghiệp thì tôi nói sao ha? Tôi tìm các câu Bộ Y tế thì tôi sẽ trình bày trong video này thôi. Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tôi sẽ trình bày trong video riêng. Một cơ sở sản xuất đá giải khát thì bộ phận nào quản lý về an toàn thực phẩm? Thì các bạn sẽ tra theo Nghị định 15/2018 cái bản phụ lục 2 này nè. Thì đá thực phẩm, nước đá dùng liền là đá giải khát đấy. Nước đá dùng để giải khát là các bạn mua nước đá bi, nước đá cục, các bạn mua về uống bia rồi đó là nước đá giải khát. Thì sẽ ra Bộ Y tế.
cơ quan nào tổ chức phân cấp việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với sản xuất nước uống đóng chai? Nước uống đóng chai là nước suối nha các bạn, nước uống đóng chai là nước suối á, sẽ là Bộ Y tế nè. Nước uống đóng chai, thấy chưa, cái bảng này rất là hay nha, cái gì nó cũng có thế đấy. Tôi sẽ lọc cái Bộ Y tế ra. Quy định về truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm cụ thể do cơ quan nào ban hành, cả ba bộ theo lĩnh vực được phân công. Cơ quan nào chỉ định cơ sở làm kiểm nghiệm trọng tài và kết luận cuối cùng khi có sự khác biệt về kết quả kiểm nghiệm của các cơ sở kiểm nghiệm trọng tài. Ctrl F. Trọng tài. Không có thì sẽ tra bên nghị định này. Đây nè, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, điều 37, nghị định 15/2018. Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm thuộc phạm vi được phân công quản lý. Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm trọng tài và kết luận cuối cùng khi có sự khác biệt về kết quả kiểm nghiệm của các cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm trong và ngoài ngành y tế. Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Vậy thì câu này sẽ là Bộ Y tế, được chưa? Cái này tôi sẽ ghi là điều 37 nghị định 15. Điều 37 nghị định 15/2018. Ghi vậy để mốt tìm cho nó dễ ha. Điều 37 khoảng 6 đi. Điều 37 khoảng 6. Rồi ok. Sau này tìm lại thì nó sẽ rất là dễ. Bộ Y tế đây. Một công ty muốn quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì cần nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo ở đâu? Điều 27 khoảng 5. Ctrl F. Điều 27. Đó, tôi... cái này chắc nghị định 15 á. Điều 27. Chương 8 về quảng cáo thực phẩm, điều 27 nghị định 15/2018. Các thực điều 26 đã quy định các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo. Thì trong đó sẽ gồm có thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Không thuộc trường hợp cấm quảng cáo tại điều 7 của luật quảng cáo. Điều 27, đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm. Người ta hỏi cái gì? Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đây khoảng 3, phải có chữ. Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phải có khuyến cáo thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đó, các bạn nghe quen không? Phải chữ viết và rõ ràng, có màu tương phản với màu nền. Quảng cáo trên báo nói, báo hình phải đọc khuyến khích gì đó. Ủa, cái này là cái gì? Điều 27 khoảng 5. Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo. Sao không có chữ nào về Bộ Y tế nhỉ? Bộ Y tế là cơ quan cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Nè, tổ chức cá nhân có sản phẩm quảng cáo gửi hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đến cơ quan cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì các bạn sẽ tra phụ lục nha. Này, bảo vệ sức khỏe. Bộ Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe nè. Nè, tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp giấy tiếp nhận, đăng ký, công bố sản phẩm, giấy chứng nhận gì đó, liên quan thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ Y tế quy định, được chưa? Vậy thì đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe là do Bộ Y tế quy định. Sản phẩm không thuộc quản lý của Bộ Y tế là thực phẩm biến đổi gen. Thực phẩm biến đổi gen là của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thực phẩm chức năng tăng cường vi chất dinh dưỡng do cơ quan nào ban hành? Là Bộ Y tế nha, các bạn phải xem phụ lục 2. Đây, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là Bộ Y tế. Tăng cường vi chất dinh dưỡng nha, các vi chất dinh dưỡng bổ sung nè, Bộ Y tế. Một cơ sở sản xuất nước khoáng thiên nhiên cần nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện là thực phẩm và thẩm định không đạt yêu cầu, cơ sở cần khắc phục những điểm không đạt trong thời gian là 30 ngày. Giấy tờ không có trong hồ sơ xin cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện là thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là danh sách người kinh doanh để khám sức khỏe tại cơ sở y tế có xác nhận của chủ cơ sở. Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố do Bộ Y tế quản lý, hồi nãy tôi nói rồi đấy. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ do cơ quan nào ban hành là do cả ba bộ theo lĩnh vực được phân công quản lý. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn 3 năm. Cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố là sẽ do Sở Y tế thành phố trực thuộc Trung ương. Quy chuẩn kỹ thuật về dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm do Bộ Y tế ban hành. Sản phẩm nào không thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương? Sữa tươi nguyên liệu. Sữa tươi nguyên liệu sẽ là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, còn nước đóng chai á, là của Bộ Y tế. Sản phẩm không thuộc quản lý Bộ Y tế là thực phẩm biến đổi gen. Thực phẩm biến đổi gen là của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cơ quan nào cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ở thực phẩm đáp ứng yêu cầu GMP? Hồi nãy tôi có chiếu luật cho các bạn xem rồi đó, là Bộ Y tế nha, điều 29 và điều 37. Cơ sở sản xuất thực phẩm nào cần có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt GMP thì các bạn sẽ xem điều 29 là thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe và áp dụng GMP từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Cơ quan tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ là Bộ Y tế ban hành. Rồi, trong video kỳ sau tôi sẽ trình bày về phần 7 là của Bộ Công Thương và phần 8 là của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì các bạn đón xem nhé. Rồi, chào các bạn, chúc các bạn thi tốt.